1. Wejersma, Hoàng Gia Lai. Ở những mùa giải trước, thủ môn luôn là một trong số những vị trí yếu nhất của hàng thủ vốn chẳng lấy gì làm chắc chắn của Hoàng Gia Lai. Và trước khi mùa giải 2019 bắt đầu, cái tên Wejersma được ban lãnh đạo đội bóng mang về. Thủ môn người Hà Lan từng có thời điểm khoác áo U19 Hà Lan và gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ MK Dons, đội bóng cũ của Dele Alli, ngôi sao của Tottenham Hotspur và đội tuyển Anh. Không mất nhiều thời gian để Csma chiếm được suất bắt chính trong khung gỗ của đội bóng phố núi và thủ môn này trở thành một trong những vị trí thi đấu ổn định nhất trong một mùa giải bất ổn của đội chủ sân Pleiku. Mặc dù thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, nhưng bản hợp đồng của thủ môn người Hà Lan với đội bóng chỉ có thể kéo dài đến hết mùa giải V-League 2019. Điều đó có nghĩa là năm sau, hoặc Hoàng Anh Gia Lai phải gấp rút tìm một thủ môn khác, đủ tốt, ít nhất có thể sửa sai cho hàng thủ của đội bóng này, như cách mà Csma đã làm. Hoặc tiếp tục trao niềm tin cho Lê Văn Trường và cầu nguyện thủ môn này sẽ hạn chế những sai lầm đáng thất vọng như ở những mùa giải trước. Với những gì cá nhân Csma đã đóng góp trong quãng thời gian gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai, thủ môn này xứng đáng góp mặt trong danh sách những bản hợp đồng thành công của mùa giải. 2. Lê Văn Phú, Dược Nam Hà Nam Định. Với một đội bóng không sở hữu tiềm lực tài chính dồi dào như Dược Nam Hà Nam Định, mỗi bản hợp đồng đều phải được ban lãnh đạo câu lạc bộ cân nhắc kỹ trước khi đặt bút ký. Những tưởng ở độ tuổi 36, trung vệ nhập tịch sẽ không còn dẻo dai để tiếp tục theo đuổi bóng đá, nhưng cựu cầu thủ Hải Phòng vẫn có mùa giải đáng nhớ cùng đội bóng Thành Nam. Lê Văn Phú kết hợp cùng Tony Abaji tạo thành bức tường phòng ngự chắc chắn trước mặt thủ thành Đinh Xuân Việt. Giai đoạn nửa sau lượt đi đến nửa đầu lượt về chứng kiến phong độ rất cao của Dược Nam Hà Nam Định và Văn Phú chính là điểm tựa quan trọng nhất cho thành tích ấy của đội chủ sân Thiên Trường. Trận thắng 2-1 trước câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 25 vừa rồi đã giúp Dược Nam Hà Nam Định chính thức trụ hạng thành công. Mùa giải năm nay, đội bóng Thành Nam vẫn chủ yếu dựa vào sức mạnh từ hàng thủ, với những đường bóng dài cho tiền đạo bắt tốc độ ghi bàn. Lê Văn Phú đã chứng minh rằng cầu thủ này vẫn có thể thi đấu tốt và trở thành trụ cột của đội bóng mới. Hết mùa này, không rõ ràng cầu thủ gốc Ghana có gắn bó thêm một mùa giải nữa với đội chủ sân Thiên Trường hay không. Và nếu điều đó không xảy ra, ban lãnh đạo Dược Nam Hà Nam Định sẽ phải cân nhắc và lựa chọn một cái tên phù hợp để khỏa lấp vị trí trung vệ này để lại. 3. Epansi Iwuon, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là một bản hợp đồng chất lượng nữa ở hàng phòng ngự và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ phải cảm thấy may mắn khi đã mua được Epansi. Gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ SHB Đà Nẵng, hậu vệ người Cameroon không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Mọi năm, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong số những đội bóng để lọt lưới rất nhiều bàn, nhưng mọi chuyện đã khác từ khi Epansi xuất hiện. Bộ đội Epansi, Nguyễn Hữu Tuấn phối hợp với nhau quá tốt, hạn chế tối đa những tình huống tấn công lên khung thành đội nhà. Dưới tay huấn luyện viên Chung Hae-sang, lối đá phòng ngự phản công đầy hiệu quả của đội chủ sân Thống Nhất đã giúp đội bóng này có một mùa giải không thể nào quên. 4. Hoàng Vũ Samson, câu lạc bộ Quảng Nam. Hoàng Vũ Samson có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất trong danh sách này khi cầu thủ nhập tịch này gia nhập câu lạc bộ Quảng Nam sau khi giai đoạn lượt đi kết thúc. Trong suốt giai đoạn lượt đi cùng câu lạc bộ Hà Nội, Samson thi đấu tương đối ổn, nhưng tiền đạo này bất ngờ chuyển tới câu lạc bộ Quảng Nam khi lượt về bắt đầu và ngay lập tức tạo nên sự khác biệt. Không mất quá nhiều thời gian để làm quen với đội bóng mới, cầu thủ gốc Nigeria trở thành đầu tàu gồng gánh đội chủ sân Tam Kỳ qua cơn khó khăn. Từ một vị trí ở nhóm nguy hiểm, nhà vô địch V-League 2017 giành nhiều thắng lợi quan trọng và leo lên một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Sự có mặt của Samson có thể coi là bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng của đội chủ sân Tam Kỳ. Nhờ có tiền đạo 31 tuổi, bài toán hàng công phần nào được giải quyết bên cạnh sự xuất hiện của Gabriel Da Silva Dias và tài năng trẻ Nguyễn Hồng Sơn. Với sự xuất hiện của Ibukebe tại câu lạc bộ Hà Nội, cùng với việc Oseni đang tích cực hồi phục sau chấn thương, rất có thể Hoàng Vũ Samson sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Quảng Nam ở mùa giải tiếp theo. Nếu giữ được chân Hồng Sơn, Samson và Đinh Thanh Trung có thể duy trì vòng độ ổn định, ít nhất là như mùa giải năm nay, câu lạc bộ Quảng Nam sẽ có hàng công với sức mạnh không thể xem thường. 5. Bruno Dacunha, câu lạc bộ Viettel. Thêm một bản hợp đồng thành công khác ở vị trí tiền đạo và đặc biệt hơn là Bruno chỉ cần nửa mùa giải để vươn lên đứng ngang Pep Oma của câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua vua phá lưới. Phong độ ấn tượng của Bruno, đặc biệt là trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 26, đã chứng minh được giá trị và phẩm chất của tiền đạo mang áo số 37. Cú poker và lưới đội khách không chỉ giúp đội bóng áo lính kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 mà còn có ý nghĩa quan trọng với cá nhân Bruno khi mang về cho tiền đạo này danh hiệu đồng vua phá lưới. Nhìn Bruno là một phép so sánh nhỏ với một cầu thủ cũng góp mặt trong danh sách này, ta có thể thấy nhiều điểm tương đồng thú vị. Đó là câu chuyện của V-League 2018. Hoàng Vũ Samson sau nửa mùa giải thi đấu thất vọng trong màu áo Buriram United đã quay trở lại câu lạc bộ Hà Nội ở giai đoạn lượt về. Tiền đạo nhập tịch này cũng chỉ cần nửa mùa giải để ghi được 15 bàn, về nhì trong cuộc đua vua phá lưới. Cả Bruno và Samson đều có cho mình một cú poker khi thi đấu trên sân hàng đẫy. Samson ghi 4 bàn cho câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở V-League 2018. Còn Bruno cũng có 4 pha lập công vào lưới SHB Đà Nẵng trong một trận đấu ở mùa giải năm nay. Một mùa giải V-League nữa đã khép lại
Và những bản hợp đồng của mùa giải cũ, dù thành công hay chưa đủ ấn tượng, sẽ là cơ hội để các câu lạc bộ cân nhắc để mua về những cầu thủ mới ở mùa giải năm sau.